cô bệnh như vậy đã lâu chưa? Ui da, chết rồi, em đau bụng quá à. Ui da, em đau bụng quá à. Xuyến, có phải anh Xíu đã làm gì em không? Mỗi khi em bị xúc động thì tay chân em co quắp, ngã ra bất tỉnh như người bị động kinh á. Lúc nãy anh Xíu đòi cưới em, rồi cái ôm đại em mà em hoảng hốt em xỉu. Cái gì? Thiệt. Anh Xíu ôm cô rồi cô xỉu à? Sáng giờ cô đùa hơi nhiều rồi đó nha. Dung à. Dạ. Em giải quyết gì cô Xuyến đi, tôi chịu hết nổi rồi. Ba trợn sao ba trợn quá. Xuyến à, Xuyến, sự thật nó ra là sao? Dạ, em đã nói thật hết rồi đó. Nói vậy rồi mai sao em có chồng, chẳng lẽ khi hai vợ chồng âu yếm nhau thì em ngã ra em xỉu vậy sao? Dạ, đó là điều mà em hằng lo sợ. Em cũng dệt mơ ước trong tuổi hồng thơ mộng, tim em vẫn chờ mở rộng đón nhịp bâng khuâng. Nhưng tình yêu chưa kết tựu nên hình đã vỡ tan vì bàn tay bao ao. Và kể từ đó em bắt đầu bằng cuộc sống lo âu, bằng sợ hãi và bằng mọi ly lẽ nghi ngờ. Sương bụi trắng em sợ hoàn tay với lấy thì tình yêu sẽ biến tan đi. Từ khi bị tính tâm cưỡng bức, em căm hờn và ghê tởm bọn đàn ông, nên mỗi khi bị họ nhắm nhở với tay ôm, em có cảm giác như xa vào vòng tay của loài ngã quỷ. Cô có nghe em nói là lấy đá đập đầu vào kẻ địch đã cưỡng bức em à? Phải chăng gã đàn ông đó đã chết? Em không biết hắn chết hay sống, nhưng em thì sống với một mặt cảm sâu thăm thẳm ngăn đường quyến luyến của con tim em xa cách hẳn với thế giới yêu đương. Càng khát tình em càng cô độc, càng muốn nhớ thương càng cảm thấy bơ vơ. Em như cánh chim chiều bạc gió, được trời dành cho một số thím ơi, có thơ của bà. Thưa thầy Hải, có thơ. Má gì vậy em? Má bảo em về quê mua lúa sớm gửi chành, chừng lúa có giá mình bán lợi lời gấp 5, gấp 7. Rồi chuyện nhà ở đây ai lo? Cơm nước áo quần của anh ai lo? Dạ có tôi. Anh cho tôi ăn cơm khét với hộp vịt luộc dầm nước mắm hoài, tôi ngán tới gần cổ rồi nè. Thì còn có cô Xuyến lo cơm nước cho anh. Anh vừa mới bàn với em là chuyện tương lai cần cô một thời gian, rồi em sẽ ở mãi bên anh. Anh đã chịu như vậy rồi mà. Thôi được, em cứ việc đi đi khỏi bận lòng vì anh. Anh tự lo một mình để khỏi phiền khỏi giận. Em đi thì nhớ mau về, khoan đi à. Thầy có vẻ phiền giận chiếm luôn, biết liệu sao đây? Thì ảnh xưa nay thì tánh ảnh như vậy, chỉ
vài hôm mọi việc sẽ yên vui. Mà anh xíu nè, nhớ đừng có chọc phá Xuyến nghe không? Thím cứ yên lòng, tôi hứa 100%. Xuyến à, em nên cẩn thận, đừng làm gì cho thầy giận. Thầy sẽ la cô sao hay binh vực mỗi khi em làm cho thầy bực. Dạ. Anh xíu à, dạ. Gọi giùm tôi chiếc taxi đi, kéo thầy về, thầy đổi ý bây giờ đó. Rồi một taxi có ngay. Xuyến. Dạ. Cô biết em trung thành và thương mến cô. Cô nhờ em việc này. Cô biết là cô Quyền Linh vẫn đeo đuổi thầy khi cô vắng nhà. Quyền Linh có tới, em mời cô ta ra về ngay giùm cô. Dạ em đâu dám, thầy rầy em chết. Em cứ nói là cô dặn em như vậy, có gì đó cô chịu trách nhiệm cho. Thím ơi, xe tới. Tôi biết rồi, thôi tôi đi đây. Xím, bữa nay không có thím ở nhà mà thầy Hải không biết bao giờ mới về. Trong ngôi nhà ấm cúng này chỉ còn lại đôi ta. Xuyến, Xuyến. Khoan. Dạ. Anh Khoan nói tiếp. Để tôi vô tôi lấy cái này đã. Ủa vô lấy cái gì vậy ta? Dám lấy quà tặng mình lắm. Rồi nói gì nói. Ê trời trời trời, giấu gì sao lưng đó? Dao hả? Ủa trời. Anh ôm tôi nữa tôi chém xả đâu. Trời. Anh đừng tưởng ở nhà chỉ có tôi với anh mà anh dám giỡn cái trò như lúc nãy. Nát mặt nghe chưa? Biết rồi, khỏi hạt luôn. Tôi nói ở nhà chỉ có tôi với cô. Đêm nay tôi đi vô khác ngủ, khỏi mang thẹo. Được không? Tôi đi được không? Vậy là anh khôn đó. Nhưng mà sáng mai 6 giờ phải có mặt để lo quét dọn. Anh để tới 12 giờ trưa mới bò về hả? Thì cơm nguội cũng không để dành cho anh ăn nữa à. Đồng ý. Bắt qua thằng này ăn hủ tiếu thôi. Tôi đi à. Không có giỡn à, tôi chém anh cho biết. Giỡn nhau chút làm dữ vậy, giỡn chơi tao đi liền chứ bộ sao sao. Gì vậy? Anh làm gì mà cô đòi chém ảnh vậy hả Xuyến? Dạ ảnh. Dạ. Dạ. Em dọ chứ không có chém thiệt. Dạ thưa ông, bà mới vừa đi á. Tôi biết. Vợ tôi đi nên ở nhà anh xíu lộng hành. Và cô mới biểu diễn võ thuật. Mở luôn cái lò dạy võ ở đây luôn đi. Tôi dẹp quách cái lò dạy ca hát này cho rồi. Dạ. Dạ ông, em xin lỗi ông. Dạ thưa ông dùng cơm, em dọn. Khỏi. Tôi ăn rồi. Dạ thưa ông, ông uống bia, để em khui à... Thôi. Tôi tắm rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn này, tắm bằng bia, sang lắm. Dạ thưa ông. Thôi cho tôi yên một chút. Cô khỏi phải lo gì cho tôi hết á. Cô ra nhà sau đi. Có việc gì cần thì tôi gọi. Bằng không thì cô đừng có hỏi han gì nữa. Tôi nhức đầu lắm rồi. Đi đi. Dạ. Dạ ông để em ra mời khách. Anh Hải. Thưa thầy, em có chuyện riêng muốn thưa với thầy. À, cô Xuyến, ra nhà sau đi. Dạ. Tôi biểu ra nhà sau. Dạ, dạ. Em vừa ký hợp đồng với ông Bảnh. Kể từ ngày mai, em sẽ không còn có dịp tới đây để học nhạc. Ờ, nếu vậy, tôi mừng cho cô. Anh mừng cho em khi mà em đang khóc. Anh thừa biết ông Bảnh đặt điều kiện gì và vì sao em chấp nhận điều kiện ấy khi ký kết. Vì tiền. Vì tiền mà cô ký giấy bán cuộc đời của cô à? Đó là sự thật chua chát. Một hình phạt của trời ban. Nếu xưa kia có nàng kiều bán mình chuộc tội cho cha thì ngày nay cũng có Quyền Linh phải chịu hy sinh vì nghịch cảnh gia đình. Cha mất sớm, mẹ của Linh tay gia với một kẻ bạc hành vô tình. Người ấy suốt tháng năm
dài miệt mài trong cánh bạc. Những khi thua cha vui thì khảo tiền và đánh đập mẹ của Linh. Một mảnh vườn xinh, một ngôi nhà nhỏ, những dòng vàng chuối ngọc của mẹ cha để lại đã biến thành tro bụi trong cả cuộc đo đen bạc bài. Linh à, Linh chỉ có mỗi một cuộc đời, đem bán đi để cho cha ghẻ đặt vào canh bạc. Nếu thua, Linh còn lại gì? Nếu thắng, thì Linh được những gì nào? Linh, Linh có thấy rằng mình hy sinh như vậy là hy sinh mù quáng hay không? Dù thua hay thắng, Linh chỉ còn lại một mảnh hồn cay đắng trong tuyệt vọng âm thầm. Nụ cười chưa kịp nở thì đã Linh đã yêu anh. Tình yêu vừa thoáng hiện rồi chợt tắt như tia nắng mong manh cuối phải chiều. Một mối tình đơn phương vô vọng, tấm băng trên này em gìn giữ cho ai? Em băng đi để đắp đền chữ và mua biếu cho anh một kỷ niệm. Trời ơi, chỉ nỡ mua nhà mà tôi thiếu ông bảnh. Từ nay anh không còn nợ gì ai nữa. Ngôi nhà hạnh phúc này là của anh và chị Dung. Linh ơi, tôi rất cảm ơn Linh, nhưng tôi không muốn vay một món nợ ân tình không phương đền. Linh đã có đạt và tôi cũng đã có Dung. Mỗi người có riêng một khung trời diêm ao. Tại sao ta đem tình cảm đùa cợt với đau thương để cho đạt hận và để cho Dung sầu? Hành động của Linh tưởng rằng cáo đẹp, thật ra nó tàn hại bao người. Tôi cảm thấy tôi nhục vì tưởng chừng tôi là thủ phạm giết hại cuộc đời Linh. Em tới đây không phải để nghe anh thuyết về đạo đức và quan niệm ở đời. Em đến để xin anh ban cho một ân huệ. Không, cô đừng mang tội lỗi bước vào nhà này. Cô về đi. Trời đất ơi, Xuyến, ai cho phép cô can thiệp vào chuyện của tôi? Thì ra anh hờ hững với em chỉ vì anh yêu con nhỏ ở. Linh à, đừng có nói bậy. Xuyến. Dạ. Tôi cấm cô nói leo vào những chuyện của tôi. Tôi không phản bội vợ tôi là tự nơi lòng tôi, chứ không phải vì có sự giám sát của cô. Dạ, dạ em xin lỗi ông. Em không dám nói gì đến những chuyện riêng của ông hết á. Nhưng mà bà dặn là coi chừng cái cô này. Bà dặn với em á là cái con khỉ. Tôi không ngờ cô thích lập công với vợ tôi đến như vậy. Ông ơi, em xin lỗi, ông đừng có giận. Tự vì em chỉ thương bà. Bà là người vợ hiền đức, lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho ông. Còn mấy cái cô này hả, tới với ông á chỉ là lợi dụng thôi à. Khốn nạn, cô dám nói xấu tôi à? À cái kia vậy? Cô đánh tôi hả? Cô đánh tôi thì tôi đánh liều cô nè. Tôi đánh cô lại nè. Thôi thôi chứ, làm gì hai người như đánh ghen với nhau vậy? Dạ thưa ông, cái... Cô Xuyến, ít nhất cô cũng phải biết nể tôi là chủ cái nhà này chứ. Dạ em nể. Em xin lỗi ông chủ. Xin phép ông em vô. Cô nha, cô quýnh tôi là tôi quýnh lại liền đó nha.
chính vợ anh đã nghi anh và tin cậy con nhỏ ở anh, nên mới biểu nó giám thị lại anh. Cả cô nữa, cô đi về đi, tôi không cần sự phê phán của cô. Phải có nước đá rửa tay uống mới thấy ngon chứ. Tôi nói mặt xác tôi, cô đi về đi, nghe không? Đi đi. Dù muốn tự giận bằng rượu cũng nên uống cho đúng cách, để trước khi chết anh còn thấm thía được cái vị tuyệt hảo của rượu chứ. Linh, Linh, anh Hải, anh nhìn em tưởng như cấu xé em ra, rồi sao bỗng anh quay đi vậy? Tôi không biết, tôi không biết. Anh cũng không biết anh đang muốn gì sao? Dạ, dạ anh cũng không biết em đang muốn gì sao? Không, không biết, không cần biết. Không biết là vì anh không dám nhìn vào sự thật. Anh muốn khoác áo đạo đức nhưng vẫn bị xem là giả dối. Muốn đổi lối chung tình nhưng giờ vẫn đem giả nghi ngờ. Vậy thì ích chi mà anh sống một cuộc đời gò ép. Anh chẳng dám yêu thương, không phải là nghệ sĩ đa tình lãng mạn, mà chỉ là một gã thợ đờn chưa thật sự rung động với nhạc và thơ. Cô muốn tôi làm sao bây giờ chứ? Anh hãy yêu em đi anh Hải, như để tâm hồn tiếp nhận một tiếng nhạc dung cao, hay những âm ba gửi buồn đưa vào hồn quên lãng cả thời gian. Tôi không phải là một kẻ sợ vợ hay là một thằng điên. Anh chuyện à, tình cảm yêu thương do lòng mình cảm thông sao đồng. Anh Hải, tôi cũng muốn thử yêu, muốn tận hưởng sắc đẹp mỹ miều của cô. Anh à, nhưng bây giờ đầu óc cô quái, lòng dưng dưng như đứng trước một màn không. Tôi rất cảm ơn anh đã làm cho tôi tỉnh mộng mơ. Bây giờ tôi yên ổn lương tâm, đi với ông bánh thật không lầm. Mua nhan sắc bằng tiền, mua cô nào là thẳng thắn nói ra, chớ chẳng giống như anh đây đạo đức giả để che màu đê tiệm. Ôi thần tượng sụp đổ rồi, còn ở lại làm chi? Cô mắng tôi. Tôi đã làm gì mà cô mắng tôi chứ? Anh không làm gì với tôi hết, nhưng anh đã làm gì với con nhỏ ở để cho nó được đằng chân lân đằng đầu? Thần tượng một nhạc sư tài ba đứng đắn đã sụp đổ, cái mặt đạo đức giả đã rơi xuống rồi. Nghĩ mà tức cười. Vậy mà tôi muốn dành cái trinh tiết quý giá nhất của cuộc đời con gái để dâng tặng cho một tên đạo đức giả. Chào ông. Cô Linh, cô trở lại đây. Cô phải trở lại đây. Cô Linh, trở lại đây. Ông ơi, ông sao vậy nè? Linh, cô mắng tôi đã chưa? Hả? Tôi không phải là một thằng hèn đó, nghe cho cô biết ha. Ê ông ơi, em là Xuyến. Nhỏ ở ông Xuyến nè, Xuyến mà ông la hoài, không phải là Linh đâu. Đừng có nói nữa. Sao? Cô muốn hiến thân cho tôi à? Không có. Không, tôi không có để cho cô thất vọng đâu. Ông ơi, Tôi đã yêu cô. Xuyến à, chuyện đã dĩ lỡ rồi, Xuyến đừng có khóc nữa. Tôi
tôi rối lắm. Chuyện vậy ông biểu tôi đừng khóc à. Ông biết là tôi hay bị xỉu khi bị đàn ông ôm tôi. Ông lợi dụng điều đó để hại đời tôi. Ông ác lắm mà. Tôi thề với Xuyến là tôi không hề có ý đó. Chỉ vì tôi quá sai. Và tôi cứ ngỡ người trước mặt tôi là cô Linh. Cho nên ông nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng mất hết. Làm sao mà tôi có thể sống trong nhục nhã này? Ông giết tôi rồi ông chủ ơi. Xuyến, hiện giờ tôi rất ân hận. Tôi biết mình đã gây nên tội lỗi. Tôi biết rằng tôi đã làm cho cô tủi nhục khổ đau. Nhưng tôi không biết phải làm sao để chuộc lại bao tội lỗi tại trời bồ đắp cho cô những mất mát trong đời. Tôi quỳ xuống đây để mong cô thứ tội và cô muốn gì tôi cũng nhất định nghe theo. Nếu như mai đây cô có gì hữu sự thì tôi sẽ chăm lo bằng tất cả chân tình. Vì tôi đã gây ra thì trách nhiệm phải chu toàn. Tôi cũng nghe lòng mình xót xa nhiều. Cho một tâm hồn trong vắng cô đơn, chẳng vui lạnh lùng. Nếu lỡ như mai này có chuyện gì thì tôi sẽ chịu hết phần trách nhiệm. Tôi không để cho Xuyến bơ vơ đâu. Xuyến đừng có sợ. Ông nói thì vậy, còn tôi nè, bà chủ thương tôi, tin tưởng tôi, bà sợ ông sa ngã nên biểu tôi ở bên cạnh để canh chừng ông. Bây giờ vậy, rồi mỗi ngày gặp mặt bà chủ, tôi xấu hổ lắm, ông có hiểu không? Tôi hiểu. Nhưng cô đâu có lỗi. Mà tất cả tội lỗi là do tôi. Nếu cô thương tôi, cô yêu quý vợ tôi thật lòng, thì tôi xin cô hãy im lặng để giữ hạnh phúc cho gia đình tôi. Còn phần cô, từ nay tôi sẽ có bổn phận lo lắng giúp đỡ cô trong cuộc sống. Cô Xuyến, tôi khổ tâm lắm. Tôi không còn lời lẽ nào để nói với cô. Tôi quỳ xuống đây, tôi lạy cô nè cô Xuyến à. Tôi lạy cô nè cô Xuyến. Tôi lạy cô. Ông chủ, đừng. Ông chủ đừng làm vậy. Cô hứa với tôi đi. Tôi sẽ làm theo lời ông chủ căn dặn mà. Anh Xíu à, anh Xíu.
Dạ chị đó thím. Mấy cuốn sách của tôi để đây nè, giờ đâu hết rồi? Anh có dẹp đi đâu không? Dạ đâu có. Mấy cuốn sách đó cậu Hải bỏ vô bao cho người ta đi bán giấy dụng rồi. Sao vậy? Tôi nằm nhà buồn quá à, không có gì làm trơn á. Có mấy cuốn sách đọc cho đỡ buồn là đem bỏ đi của tôi. Rồi bây giờ tôi lấy gì đâu mà đọc? Tôi cũng không rành nữa. Lúc soạn bỏ đi, cậu Hải làm bầm cái gì mà chuyện ma, chuyện hình sự, rồi cái gì mà rẻ gì, cái gì em bé nữa. Tôi dám chắc là cậu sợ thím coi mấy cuốn sách kinh dị đó làm ảnh hưởng tới bào. Cái anh này mới kỳ. Tôi có phải con nít đâu mà sợ. Ba cái chuyện đó người ta suy diễn ra chứ có gì đâu mà lo sợ không biết nữa. Cái đó là tại cậu Hải quá lo cho thím, quá thương thím lo xa vậy thôi. Mà cũng ngộ thiệt nha. Mấy tháng nay tự nhiên cậu lo cho thím một cách kỳ lạ. Thì tại tôi đang có thai. Tôi cũng cầu mong như vậy. Anh Xíu. Dạ. Anh nói cái gì vậy? Dạ. Bộ anh cho là còn lý do nào khác khiến cho anh Hải lo lắng phải không? Nói cho thím biết nghe. Thông thường mà tự nhiên có người tốt với mình một cách kỳ cục, đó là do họ có lỗi với mình mà không có tiện nói ra, nên mới tỏ bằng hành động để tự ăn năn. Cũng như ông già tôi hồi đó nè, con cái đùm đề rồi, tự nhiên ông cưng má tôi như là trứng mỏng. Lo tình miếng ăn sắm sửa áo quần, lúc nào cũng em à em hỡi em ơi, má tôi bà vẫn là mặt xanh dần. Mấy tháng sau má tôi mới phát hiện ông lằng nhằng có vợ bé ở ngoài. Muốn bỏ không xong vì bà bé có chữa, nên khi về nhà mới tốt chơi má tôi. Chuyện của ba anh làm sao mà giống được, vì anh Hải chồng tôi luôn đứng đắn đàng hoàng. Chỉ có tôi cứ lo mua bán làm giàu mà thiếu phần chăm sóc anh sớm. Thì bởi vậy đó, đàn ông mà thím yêu thương vợ cách mấy đi nữa đó, mà bà vợ mới lơ không chăm sóc, không gần gũi. Trời đất ơi, mấy cái chuyện đó dễ xô mấy ổng vô con đường tội lỗi lắm. Anh Xíu. Dạ. Yeah. Vậy là anh nghi chồng tôi có vợ bé phải không? Chết trời ơi, thím nói vậy là chết tôi rồi. Sẵn nói chuyện với thím á, tôi bàn tán vậy thôi, chứ ai dám nghi ngờ với bà. Nói thiệt cái thím, trời ơi, tôi ghét mấy cái mặt nhiều chị. Vậy thì anh ngưng mấy cái chuyện tào lao này đi. Anh ra ngoài anh mua cho tôi mấy tờ tạp chí về đọc cho đỡ buồn đi anh Xíu. Giờ hồi sáng nghe cậu Hải dặn cô Xuyến đi chợ mua rồi. Cô Xuyến? Dạ. Cô Xuyến đâu? Đi chợ chưa về. Trời đất ơi, đi chợ gì mà giờ này chưa về? Bởi vậy, mấy bữa nay tôi thấy cô Xuyến là như lạ lắm nha. Không biết thêm có thấy không? Lạ hả? Dạ. Mà lạ cái gì? Trời ơi, tôi nói tôi ghét nhiều chuyện lắm. Mà thím hỏi tôi mới nói. Thím có hỏi không? Thôi tôi mệt anh quá. Không muốn nói gì anh nói đại đi, cứ rào đón hoài mệt ghê vậy đó. Nhưng mà thím hỏi tôi mới nói à? Ừ. Đó giờ tôi hỏi đó. Tôi hỏi đó, làm ơn nói giùm đi. Vậy là thím hỏi phải không? Ừ. Nói thím nghe nè. Hồi nãy tôi coi xung quanh đây có ai không? Tôi ghét nhiều chuyện lắm. Tôi thấy gần đây nha, cô Xuyến cô lạ lắm. Lạ mà lạ làm sao? Cô thơ thẩn nè, cô u như gửi hồn vào tận đâu đâu. Vàng gió xanh sao, tôi cứ vô tình nghe cổ ủa mửa hoài. Cô có khi chợt nghe cổ khóc nữa. Tôi hỏi sao cổ khóc, cổ nói cô không sao. Vậy sao anh không nói lại cho tôi hay? Cổ có chuyện gì buồn thì mình giúp một tay. Dù sao trên này cổ cũng đâu có người thân. Cổ dẫu thì làm sao mình giúp được bây giờ. Tôi nghi cô hình như có bầu. Người ta còn con gái nha. Anh đừng có nói bậy nói bạ đó cái miệng anh á. Ủa trời đất ơi, nãy giờ tôi nói tôi nghi thôi chứ tôi có quả quyết gì đâu. Tôi đâu có quả quyết là cô Xuyến có bầu thiệt đâu. Tôi nghi thôi. Mà thường hễ tôi nghi đâu á, làm như là có đó, làm như ai dựa tôi á. Cô Xuyến suốt ngày ở trong nhà, mà trong nhà này á có một mình anh là đàn ông. Hả? Nếu sự thật là cô Xuyến có thai á thì là anh chứ ai vô đây nữa. Trời đất, nói thừa tôi à, bỏ chồng của thím không phải đàn ông hả? Chồng tôi không thể nào làm chuyện đó. Còn cái cỡ như tôi đó hả, cô Xuyến đâu thèm ngó tới đâu. Bởi vì tôi sợ lắm, trong cái nhà này có hai người thay đổi cùng một lúc. Cậu Hải thì tự nhiên tốt với thím, còn cô Xuyến có dấu hiệu mang bầu. Mô Phật.
chuyện gì xảy ra nếu đó là sự thật. Thôi đi anh xíu à, đừng có ở đó mà nói bá láp nữa. Lấy xe chạy vòng vòng coi cô Xuyến cô đi chợ có gặp chuyện gì không, mà nãy giờ chưa thấy về. Cứ ở đó mà nghĩ xấu cho người này người nọ hoài, tôi chán anh quá đi. À, thím không muốn tin thì thôi. Có điện thoại để tôi nghe. Hello. Dạ. Dạ có, dạ có. Dạ bác sĩ chờ chút xíu nha. Dạ thím ơi, có bác sĩ Thu nào cần gặp. Alo. Dạ chào chị Thu. Dạ, dạ cảm ơn, dạ tôi khỏe. Dạ, dạ chị. Sao Cổ Xỉu ở ngoài chợ hả? Dạ, dạ, dạ. Dạ tôi cho người tới liền. À chị cảm ơn cái người đưa cổ tới bệnh viện giùm tôi nha chị. Dạ, dạ. Dạ còn gì nữa vậy chị? Hả? Cô Xuyến cũng có thai. Có thai? Trời ơi, thấy chưa? Tôi nghĩ đâu là có đó mà. Tôi có con người tôi ngộ lắm. Không phải là người bình thường. Tôi kiếm. Trời ơi, sao vậy nè? Mình phải lạnh ngắt anh. Kiếm ơi, tỉnh gì đi kiếm. Mở cửa cho anh đi vô. Anh biết anh có lỗi. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Em hãy mở cửa ra đi. Rồi em muốn mắng chửi, muốn thóa mạ anh thế nào anh cũng chịu. Mở cửa cho anh đi vô. Anh đi đi. Anh để cho tôi yên. Tôi ngu khờ, tôi dại dột, nên anh phản bội tôi mà tôi không biết, không hay. Anh đi đi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi đi. Dung ơi, anh không hề muốn phản bội em đâu. Nhưng chỉ xin em hãy thông cảm và tha thứ. Vì trong khi em cứ mải mê với công việc bên ngoài, đã làm cho anh như thấy mình hụt hẫng chơi vơi. Thấy ngậm ngùi cho cảnh cô đơn. Sao có em ở cạnh bên? Nếu như tôi không tròn bổn phận, cũng vì lo cho cuộc sống gia đình. Vậy mà sao anh nỡ đoạn tình? Cùng người ta sẽ ai chia ân, để ai ra chuyện hôm nay. Xuyên và anh không hề có ân tình, mà do số phận an bài. Em vắng nhà, anh thì say rượu, cứ ngỡ Xuyến là cô linh. Vậy thì anh còn nói gì nữa chứ? Anh ngỡ Xuyến là linh cũng có nghĩa là anh sẵn tính chuyển gối chăn với một người con gái khác. Và tôi cũng vẫn là một nạn nhân để cho anh chà đạp mạnh chung tình. Vậy anh hãy bình yên mà chọn lựa cho mình. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm cái cảnh ghen tuông giành giật. Dù hiện giờ tôi đang mang nặng một bào thai, tôi yêu chồng, tôi muốn tạo nên một cuộc sống ấm no cho chồng tôi yên tâm mà sống vì nghệ thuật. Chứ những khi vắng nhà lo mua bán, tôi cũng nhớ chồng tôi mà thao thức suốt cả trường. Trời ơi, có bao giờ anh muốn chà đạp lên tình nghĩa của em đâu. Chỉ một phút sai lầm mà giờ đây anh không nguôi niềm ẩn hận. Dung ơi, xin em hãy tha thứ cho anh nghe Dung. Tha thứ cho anh?
thể tha thứ cho anh. Tôi có thể quên đi tất để sống lại một cuộc sống vợ chồng êm ấm của ngày xưa. Nhưng còn cô gái quê mùa vô tội đang vì anh mà khóc hận thương đau. Rồi người ta sẽ sống làm sao khi phải mang nặng một bào thai vô thừa nhận. Mình làm sao mà yên vui cho được khi biết người ta chịu lắm đoạn trường. Dung ơi, anh đâu phải là kẻ vô tình, nhưng giờ đẩy đầu óc anh vô cùng rối rắm. Hãy nói với anh một lời tha thứ, rồi mọi đau buồn ta sẽ tính về sau. Nếu cần sự bình yên suy nghĩ để tính cho quyết định của mình, thì tôi chưa thể nói điều gì với anh trong lúc này. Dung à, anh hãy để cho tôi yên. Hãy để cho tôi yên. Cũng như anh cần sự bình yên để giải quyết những điều rối rắm. Dung, anh đi đi. Anh đi đi. Trời ơi, Dung ơi, Dung. Thím hát hay quá mà thím hát nhỏ quá. Thím hát khoái ra. Thím hát lớn rồi thím. Giờ chờ chút xíu ha, tôi lên lầu đem cái nồi xuống. Thím để cháu vô ngủ. Dọn nồi xuống làm gì? Tôi vẫn ngủ trên phòng đó mà. Ủa? Vậy chứ thím nhờ tôi với chú Đạt đem cái giường này xuống đây làm chi? Không lẽ thím nằm trên nền gạch sao? Thì nằm dưới gạch không có sao đâu. Cái giường này là để cho cô Xuyến. Hôm nay cổ ra nhà thương. Sao cô đích thân lo chỗ ngủ cho cô Xuyến vậy? Anh Hải đã lỡ gian díu với Xuyến, tôi chưa có cách dàn xếp ổn thỏa thì đành phải chịu nhịn nhục cho im cửa. Nhất là tôi không thể xua đuổi Xuyến khi cô ta đang mang bệnh. Đó là thiện ý của thím, chứ mà người ngoài hiểu lầm là thím tán thành cho chú Hải lập phòng nhì. Nếu cô Xuyến và thầy Hải cũng nghĩ như vậy thì sao? Thì tôi phải khăn gói ra đi. Chứ bây giờ đã 7 tháng nay, vì yêu chồng thương con nên tôi đã hạ mình năn nỉ cô Xuyến, xin cô buông tha Hải. Tôi sẵn sàng biếu cho cô ấy một số tiền lớn để cô đi tự lập gia đình. Nhưng Xuyến nói là đã trao cuộc đời cho anh Hải rồi thì sống hay chết Xuyến vẫn theo Hải. Sữa cho con bú. À, Đạt ở chơi, lát nữa dùng cơm với thầy cô nha. Bi Đạt, tôi thấy gia đình này thật là bi Đạt. Chỉ tội nghiệp chứ thím Dung. Anh nói như vậy là anh không tội nghiệp cho thầy Hải với cô Xuyến sao? Tội nghiệp gì mà tội nghiệp. Có sức làm mà có sức chịu chứ. Bao nhiêu cô tới đây học nhạc, xinh như mộng, đẹp như tranh, thơm như muối. Muối gì? Muối mít. Mà chú Hải còn nhịn được. Tôi tin tồn chú ấy lên làm ông thánh sống. Nhưng mà đùng một cái, chú xa vô lưới tình, thân bại danh liệt, chỉ tại cô Xuyến. Không phải lỗi của cô Xuyến đâu. Nếu như mà không có không có cô Linh khiêu gợi trong cái đêm say của thầy Hải, thì Xuyến không tan nát cuộc đời là cô Dung phải khổ. Đúng vậy, mọi tội lỗi là do Linh. Cô đã gây ra bao nhiêu tai họa cho chú Hải, cô còn dám tới đây nữa sao? Tôi tới để xin lỗi Dung. Tôi mong được cô mắng chửi, hành hạ tôi, để cho lương tâm tôi bớt sai rất dài. Lương tâm? Cô mà cũng có lương tâm nữa hay sao? Trời, lương tâm. Anh Đạt, anh khinh tôi vừa thôi chứ. Phải, tôi khinh cô đó. Bởi vì nếu như có lương tâm
cô đã không phản bội tình tôi. Cô nỡ lòng nào đem bán, bán cây xuân xanh cho lão già trọc phu. À, cha ba trái bơm. Thản nhiên cô đi trên vàng son nhung lụa, để lại sau lưng những hệ lụy đau buồn. Làm cả đau buồn thấy không? Cô đã làm cho tôi tan nát cả linh hồn. Vậy mà khi gặp lại tôi, cô có vẻ dửng dưng như hai kẻ chẳng hề quen. Ôi bao nhiêu lời hứa hẹn trước đây như là mây bay gió thoảng. Một kẻ không tình không nghĩa như cô, mà nói tới lương tâm thì chỉ là trò giả. Để tôi rót cho chú miếng nước thánh dòng mà chú nói cho tôi đi đây. Anh đã, anh cứ nói tiếp đi rồi nghe tôi nói. Cô Linh, đối với người liên quan trực tiếp vào cuộc đời tình cảm của cô mà cô còn tỏ ra tàn nhẫn lạnh lùng, cô chỉ thiết tha với tham vọng của riêng mình. Cô bảo đây để xin lỗi cô Dung, nhưng tôi tin chắc đó là tấm bình phong che giấu một âm mưu. Phải chăng vì muốn thỏa mãn lòng tự ái, do hoàn cảnh gia đình đã đưa cô tới chỗ làm bé lão già trọc phu. Nhưng hoàn cảnh nào lại đưa cô tới quyến rũ thầy Hải, để đến nỗi gia đình người ta phải nát tan. Trước khi về với lão trọc phu, Linh muốn trao cả đời con gái cho thầy Hải. Vì ít ra Hải đã gieo cho Linh một ấn tượng tốt trong lòng. Tôi chịu là không thể hiểu nổi cô rồi. Vừa muốn có tiền, vừa muốn có một thứ tình cảm lãng mạn. Bây giờ anh có trách thì gì cũng đã lỡ rồi. Linh đã chán nản cuộc sống, đã coi thường tất cả mọi sự. Linh không chờ đợi một sự thương hại hay một tha thứ nào cả. Nếu không mong mỏi một sự tha thứ, Linh tới đây làm gì? Linh vừa nói là muốn được phỉ nhổ để cho lương tâm bớt day dứt kia mà. Đúng vậy, nhưng người có quyền phỉ nhổ em là bà Dung kìa, chứ không phải là anh. Anh được em cũng không lấy gì làm vui, mất em cũng không thấy khổ. Anh trách em sao được? Cô nói vậy mà nghe được à? Về đây, về đây. Gì mà làm ồn trong nhà tôi vậy? À, chú Đạt, tôi cảm ơn chú đã không khinh tôi nên dẫn tới thăm tôi. Nhưng tôi bây giờ bệ rạc lắm rồi, bê tha lắm rồi. Tôi hết dạy ca dạy hát được nữa rồi. Ủa, còn ai đứng đó vậy? Dạ thưa thầy, chú Đạt sẽ uống rượu với tôi. Còn ai đó thì xin mời đi về. Anh Xíu, đưa khách ra về. Thầy hận em tới như vậy sao? Thầy xua đuổi một cơn ác mộng. Như một con ác quỷ thì cũng hơn. Phải, cô chính là một con ác quỷ. Cô đã xô tôi xuống dũng bùng này, cô đã chà đạp đến hạnh phúc gia đình tôi. Cô còn chưa vừa ý nữa sao mà còn đến đây định giở trò gì nữa chứ? Thầy,
Em tới đây để xin lỗi thầy, xin lỗi cô. Hai Hải, nếu đêm đó không tin đến đòi hỏi hiến thân, khiến cho thầy bị khiêu gợi, nếu đêm ấy chỉ có một mình thầy ở nhà, trong cơn say rượu, thầy có mò tới phòng con nhỏ ở không vậy thầy? Không, không, không đời nào. Thế thì tại sao khi hủy hoại đời con gái của Xuyến, tại sao Linh đã về vong rồi mà những ngày tháng kế tiếp thầy vẫn tiếp tục gian díu với Xuyến là do ai xúi dục, ai khiêu gợi thầy với thầy? Cái đó thì cái gì nữa? Thầy không dám nhìn một sự thật, thầy không dám xét lại việc mình làm, mà chỉ đổ lỗi cho người khác. Dục vọng trong lòng thầy như là một cái bom, một quả diệm sơn âm ỉ. Hành động của Linh chỉ là một ngòi nổ làm cho nó nổ bùng ra, và nó đã nổ bùng tới cô Xuyến đó. Đạt, chú Bình giật cho Linh và kết tội tôi đó sao? Tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Vì sinh kế của thầy, thầy không dám phạm tới những cô nhạc sinh tới học, bởi vì thầy sợ đổ bể ra không ai còn mang tiền tới đóng cho thầy, phải không? Nhưng một khi lỡ làm rớt mặt nạ đạo đức giả rồi, thầy đã sẵn sàng chấp nhận những hành động phi luân và đổ lỗi cho kẻ khác để mà tự an ủi mình, có phải vậy không thầy? Không, không phải vậy. Mọi tội lỗi là do Linh hết, anh đừng trách thầy. Thầy thầy ôi cái tiếng yêu kính đó, giờ đây tôi thốt ra mà thấy tưởng miệng vô cùng, thần tượng đã sụp đổ rồi. Tôi xin phép tôi về. Anh Đạt, anh Đạt, chờ em với. Anh Đạt. À, cái cô Linh với anh Đạt hai người khi gặp mặt nơi này khó gần người, với hai con cọp kênh nhau, họ chửi nhau nghe em cái lỗ nhĩ vô cùng. Rồi khi thấy thầy trở về đúng lúc, hai người là bạn đồng minh, sắp chửi thầy một mắt nghi qua tay xong rồi họ dẫn nhau đi rất là nề quề. Trời ơi, như vậy là họ một phe với nhau, chứ có giận hờn nhau đâu. Trời ơi, phải không chú Hải? Im! Anh cũng im đi. Rồi, đừng ai gọi tôi bằng thầy nữa. Tôi là thằng Hải, thằng Hải khốn nạn. Tôi còn bị ổi hơn thằng cha bảnh, vì nó còn bỏ tiền ra để mua cuộc tham vọng của nó. Còn tôi đã lợi dụng, đã núp với bộ mặt đạo đức giả để mong lừa gạt mọi người. Tôi là một thằng khốn nạn, tôi là một thằng đạo đức giả. Anh đừng tự trách mình mà phải lo nghĩ một giải pháp cho Xuyến. Anh thật khó mà nghĩ ra một biện pháp nào khả dĩ dàn xếp cho em hai cả đôi bè. Đuổi Xuyến đi chắc, nhất định Xuyến không chịu đi rồi. Trừ phi anh đi theo Xuyến. Phải vậy không anh Dung? Nếu Xuyến cần sự có mặt của anh ở trong đời, thì em sẽ nhường Xuyến ở đây với anh. Dung, em đừng nói như vậy. Để anh yên tâm không phải.
dù có như thế nào cũng không thể để cho em và con phải khổ.